Xin chào các bạn. Các bạn ngắm cây bưởi và 100 quả bưởi nhé. Đó, cây bưởi này nó tán nó. Nó rộng. Không cao các bạn nhé. Quả thì chi chi được. Đếm nó gần 100 quả các bạn. Qua 100 quả bưởi. Nó không được to. Nó nhiều quá mà. Vừa. Bưởi nhiều quả nó chịu xuống, nó không cao các bạn ạ. Để tôi quay cho các bạn. Thấp lắm, nó chỉ còn hơn mét thôi. Bên trên nó phá hết này. Bị bẻ cây ra rồi. Quả nhiều lắm. Bẻ hết cây ra. Đây gần cho các bạn xem nhé. Đó, nhiều bưởi không? Đó. Trong đi đâu? Dưới này. Cây bưởi này nó ở rìa bờ mương các bạn nhé. Ở nhiều nước. Đây. Sát nó lại một cây khế đấy các bạn nhỉ. Khế thì trồng không ăn. Chuột nó ăn. Cây khế này ít quả. Quả mới. Đấy. Từ cây xa cây bưởi vừa lấy thôi. Quay cho các bạn xem nhé. Đấy, nó rất thấp. Thấp lắm. Quả nó sát tận vào đất này các bạn. Nhiều quả của nó bẻ ra. Đây là đường bờ mương các bạn nhé. Vào rừng rậm, núi rậm. Đây, tôi trồng một cái cây cam canh nhờ. Cam canh ở bờ mương không có quả đâu các bạn nhé. Đó, bây giờ chắc là phải đến Tết. Đây. Đấy. Chắc phải đến Tết. Đến Tết thì mới. Đến Tết thì mới ăn được. Bây giờ mới có tháng. Tháng 9. Ủa, cam canh. Cam canh nó chui hết trong cái này.